Nếu ai chưa một lần được ghé qua những ngôi làng làm nước mắm, hẳn sẽ không cảm nhận được mùi vị ngạt đến sống mũi của hương vị biển. Chuyến xe nông nghiệp sạch ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với một ngôi làng có nghề làm nước mắm lâu đời tại Nam Định, đó là làng Sa Châu. Thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây vùng biển ít phù sa, vì thế mà cá tôm luôn sạch, không có mùi bùn. Cá tôm đánh bắt về luôn được chuyển ngay về làm mắm, nên mắm nơi đây luôn giữ được hương vị thơm ngon của thiên nhiên. Cháu cô hả chú ạ? Ờ, chào. Mình đang chuẩn bị các bước làm mắm đấy ạ. Chú thì làm hai nguyên liệu. Nguyên liệu cái này là làm ra mắm tôm. Còn nguyên liệu cá thì làm gọi là nước mắm cá. Tôm này là đánh bắt từ ban đêm và đánh bắt ở vùng biển ở Giao Hải. Nó chạy dài mấy chục cây số cơ. Cho nên là về cái nguyên liệu của nó rất là phong phú. Có phải loại cá nào thì cũng làm được mắm không ạ? À, nó không hẳn cá nào cũng làm được. Chủ yếu là ta phải tìm được những nguyên liệu của nó phải tươi. Là từ cái tháng 10 về tháng 11 là cái thời điểm đấy là cá nó rất là ngon, cá nó bây giờ nó chưa nở. Đây có phải là muối để làm mắm chú? Ờ, chính xác. Mình sẽ trộn cá tôm và muối theo tỷ lệ như thế nào ạ? Muối này là muối Bạch Long, mà nếu mà muốn làm để nước mắm nó ngon ấy thì ta phải để trong quá trình 1 năm. Mà quá trình 1 năm đó ấy, thì để cho nó rút hết cái nước chạt đi. Thì nó cái nước chạt nó là trong đó nó nhặn, nó đắng. Ta phải đưa một lần tôm, một lần muối, tức là phải để cho nó đều. Đây, cái cá này là của chú gọi là cá cuẫn, gọi là cá nục cũng được, mà gọi cá cuẫn được. Chú mới lấy được có 8 ngày đó. Sáng là mình cứ phải mở ra mình đánh như thế này. Đó. Đảo đều từ trên xuống dưới đúng không ạ? Từ trên xuống dưới, đấy. Ở dưới là đục con nước, ở trên là nó là con cá thì nó phải chìm xuống dưới. Cháu thắc mắc là vậy khi trời mưa thì sao ạ? Trời mưa thì các chú phải căng cái bạt lên. Rồi sau đó là phải đánh, cũng phải đánh tuần tự, sáng cũng đánh, chiều cũng đánh. Vậy thì mình phải đánh đảo trong thời gian bao lâu thì được ạ? Cái này khoảng 2 tháng rưỡi. Nghĩa là sau 2 tháng rưỡi đánh xong rồi là mình chỉ có việc đậy... Đậy kín vào. Vâng ạ. Để sau 1 năm là ta bắt đầu bỏ ra nọc được rồi. Cháu thấy công việc này khá vất vả. Vậy thì tại sao mà mình duy trì được trong thời gian dài như thế ạ? Nói chung là rất là yêu nghề. Bởi thực tế là thấy nó vui lắm. Trong khi mà mình quá trình mà cái sản phẩm mình ra được ấy, thì mình thấy vui. Mà phấn khởi bà con đến mà... ăn khen bảo là ngon thì mình phấn khởi lắm, nó động viên tinh thần mình ấy. Cô ơi, mình đang làm gì đây ạ? Đây là cô đang múc mắm, cô đổ lên sân cô phơi. Cái bể mắm này cô làm được hơn 1 năm rồi, nó ngấu rồi mà, mới nên là mắm nó thơm lắm. Và đây là mắm cá. Vậy thì để con giúp cô nhé. Ừ. Cô hướng dẫn con vậy ạ. Sau khi mà chất nước trong rồi đổ lên vại phơi. Nếu mà nó nắng to thì khoảng là 3 ngày thì được. Thì khi nào mà cái cao nó nổi váng trắng lên như thế này thì bắt đầu mới là được. Tại sao mình không đổ tất cả vào một cái bể và phơi cho nó nhanh mà phải chia ra từng cái vại này ạ? Không, vì là đổ vào trong một cái bể thì là nó là cái khối lượng của nó to, cái bể nó rộng mà nó sâu. Thì mình đổ vào đấy mình phơi thì lâu lắm mới được. Sau khi mình đã phơi được rồi thì trong quá trình mình đi phơi thì nó nóng. Thì mình đưa vào trong ang, trong nhà mình phơi thì mình để âm cho cái nước mắm nó đã nguội, nó mát, nó dịu lại. Cảm thấy nước mắm khá là mặn đấy ạ, nhưng mà nó có một cái vị ngọt đấy ạ. Đấy, nước mắm truyền thống của làng quê mà. Thì này nó có độ mặn, mặn nhưng mà nó này mặn mặn đậm, chứ không phải là mặn chát. Đóng vào chai nhựa như thế này thì có ảnh hưởng đến chất lượng nước mắm không cô? Không, vì là các cô lấy cái chai này thì đã được các công ty người ta đã kiểm nghiệm kỹ càng. Cho nên là mình đóng nước mắm vào thì không sợ gì ảnh hưởng đến chất lượng của nước mắm cả. Nước mắm sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nam Định, phân bố tại huyện Giao Thủy với 20 cơ sở sản xuất, sản lượng khoảng 20.000 lít trên 1 năm.